Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Với video hôm nay, tôi sẽ không review chiếc đồng hồ nào cả mà sẽ nói qua một chút về tính năng lịch của chiếc đồng hồ đeo tay. Và như các bạn thể thấy thì ngày nay tính năng phổ biến nhất đó chính là tính năng lịch này, như chiếc IWC này đây. Và trên tay tôi là chiếc IWC Engineer với lịch ngày, đây là lịch Big Date. Vâng, có lẽ tính năng này đã quá quen thuộc rồi. Và nó quen thuộc đến cái mức mà người ta bây giờ mặc định đồng hồ thì phải có lịch ngày. Tất nhiên là một số cái chiếc đồng hồ sẽ không có lịch ngày, nhưng mà phần lớn khoảng tầm 90% chiếc đồng hồ thì sẽ có lịch ngày. Và với cái sự phổ biến như thế này thì nhiều người ta lại thấy lịch ngày nó quá tầm thường. Vâng, và nếu nó tầm thường như thế thì tạm thời tôi sẽ không nhắc đến lịch ngày trong ngày hôm nay. Vâng, và thứ tôi muốn nhắc đến đó là một tính năng lịch, nhưng mà sẽ phức tạp hơn rất là nhiều so với lịch ngày. Vâng, về cơ bản thì lịch ngày nó chỉ là một cái bánh răng. Chúng ta sẽ có một cái bánh răng 24 giờ quay một vòng trong mỗi 24 giờ. Và nối bánh răng đó là một cái đĩa lịch ngày. Vâng, cứ quay 24 giờ thì cái đĩa lịch nó nhảy một lần. Đó là cơ chế cơ bản của lịch ngày. Vâng, nhưng mà từ lịch ngày chúng ta sẽ có rất nhiều loại lịch khác nhau, như là lịch day date là thứ ngày, và mẫu đồng hồ day date nổi tiếng của Rolex. Rồi chúng ta có lịch hoàn thiện, có nghĩa là đủ thứ ngày tháng. Nhưng mà cái lịch này thì chúng ta phải chỉnh vào những cái tháng ít ngày. Cuối tháng 2 chúng ta phải chỉnh lại một lần. Cuối tháng 4 chúng ta phải chỉnh lại lần nữa. Vâng, và hiện đại hơn nữa, phức tạp hơn nữa thì chúng ta có lịch thường niên và lịch vạn niên. Rồi nhắc đến lịch thường niên và lịch vạn niên thì có lẽ một thương hiệu không thể không nhắc tới, đó chính là Patek Philippe. Đây chính là cái thương hiệu mà đã giới thiệu lịch vạn niên đầu tiên trên đồng hồ đeo tay vào năm 1925. Họ cũng là thương hiệu phát minh ra lịch thường niên vào năm 1996. Điều này nghe có vẻ hơi bất hợp lý một chút, bởi vì lịch thường niên thì lại đơn giản hơn lịch vạn niên, nhưng lại ra đời sau. Lịch thường niên thì khác lịch vạn niên như thế nào? Lịch thường niên chúng ta cũng có thứ, có ngày, có tháng, có lịch tuần trăng. Nhưng mà điểm khác biệt duy nhất đó là chúng ta phải chỉnh một lần mỗi năm vào ngày mùng 1 tháng 3. Qua ngày 28 thì chiếc đồng hồ lịch thường niên vẫn sẽ nhảy tiếp đến ngày 29 và sẽ không nhảy qua mùng 1 tháng 3, và chúng ta phải chỉnh lại. Khác biệt với đó chính là mẫu lịch vạn niên. Giải thích một cách dễ hiểu thì thường niên có nghĩa là hàng năm phải chỉnh một lần. Vạn niên là vạn năm chỉnh một lần, có nghĩa là không bao giờ phải chỉnh lại. Vâng, thì lịch vạn niên chúng ta có cơ chế nhảy tự động qua ngày 28, 29 tháng 2 trong năm thường và năm nhuận. Năm thường là 28 ngày, còn năm nhuận là 29 ngày. Thì cơ chế này sẽ tự động nhảy tất cả ngày đó. Vâng, chỉ một cái đơn giản như thế thôi, nhưng mà nó sẽ làm tăng giá trị trên đồng hồ khá là nhiều, và bộ máy thiết đồng hồ cũng sẽ phức tạp hơn rất là nhiều. Rồi chúng ta sẽ cùng so sánh hai mẫu đồng hồ này. Thứ nhất, chúng ta có lịch ngày. Lịch ngày của chiếc đồng hồ 5396 Patek thì ở cửa sổ góc 6 giờ đây. Còn lịch ngày của chiếc 5159 thì là kim retrograde ở trung tâm. Chúng ta có thứ và tháng. Đây, thứ và tháng ở đây, dưới góc 12 giờ, còn thứ và tháng thì ở đây. Cũng có lịch tuần trăng, cùng với góc 6 giờ. Nhưng mà mẫu đồng hồ 5159 thì có thêm một cái cửa sổ nhỏ, chỉ năm nhuận. Cửa sổ này sẽ cho chúng ta biết năm nào là năm nhuận, là năm có 29 ngày vào tháng 2. Hiển thị trên mặt số chỉ khác biệt một tí thôi, nhưng mà cũng là mức giá thay đổi khá nhiều. Mẫu đồng hồ này thì có mức giá hãng là 48.000 đô la Mỹ, trong khi đó chiếc đồng hồ này mức giá hãng gấp đôi, 92.000 đô la Mỹ. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát bộ máy. Vâng, cả hai bộ máy này thì đều sử dụng máy nền là 324. Thực ra về bên ngoài thì bạn có thể nhìn thấy là hai bộ máy này hoàn toàn giống nhau, nhưng mà bên trong thì là một trời khác biệt luôn. Chiếc đồng hồ 5396 bên tay trái tôi đây sử dụng bộ máy 324SQLU. S có nghĩa là Central Second, là kim giới trung tâm. QA là lịch thường niên, và LU nó là lịch tuần trăng. Trong khi đó, mẫu đồng hồ bên phải sử dụng bộ máy 324SQR.
S thì vẫn là kim giới trung tâm, còn QR đó chính là lịch vạn niên. Nếu xét về kích thước thì thậm chí bộ máy 324SQALU còn lớn hơn bộ máy 324SQR, mặc dù là tính năng lịch thường niên thì lại đơn giản hơn tính năng lịch vạn niên. Bộ máy 324SQALU có đường kính 30mm, dày 5,32mm và sử dụng 34 chân kính. Trong khi đó bộ máy 324SQR có đường kính 28mm, dày 5,35mm và chỉ sở hữu 30 chân kính mà thôi. Bạn có thấy điểm gì bất thường ở đây không? Bộ máy 324SQR mặc dù phức tạp hơn bộ máy 324SQALU nhưng mà lại sử dụng ít chân kính hơn. Thông thường mọi người sẽ nghĩ rằng bộ máy có càng nhiều chân kính thì sẽ càng xịn, và số lượng chân kính thì sẽ tương đương với chất lượng của chiếc đồng hồ. Thực ra suy nghĩ này là sai. Chân kính có tác dụng như thế nào? Bộ phận này thì có tác dụng để giảm ma sát giữa những chi tiết, những cái trục xoay bên trong đồng hồ, và bên cạnh đó là tránh hai cái kim loại mài vào nhau. Hai kim loại khi mài vào nhau thì tạo ra những cái bụi kim loại, và những cái bụi đó có thể vướng vào bên trong bộ máy đồng hồ và làm giảm tuổi thọ bộ máy đồng hồ. Chân kính chỉ thực sự cần thiết với những trục xoay mà hoạt động liên tục và nhanh mà thôi. Còn với lịch thường niên và lịch vạn niên, hai cơ chế này thì trục xoay sẽ di chuyển rất là ít. Và những cái kim ngày, kim tháng này, kim năm nhuận này thì phải mất rất nhiều ngày mới có thể di chuyển. Đây là việc sử dụng chân kính là không cần thiết. Vì lẽ đó, đây là mẫu đồng hồ lịch vạn niên mặc dù phức tạp hơn nhưng lại sử dụng ít chân kính hơn đồng hồ lịch thường niên. Vâng, thì bây giờ chúng ta sẽ đến một câu hỏi là lịch thường niên và lịch vạn niên thì nên chọn mẫu đồng hồ nào? Nếu bạn là một người dư giả về tài chính và bạn muốn sở hữu những siêu phẩm đồng hồ, những mẫu Grand Configuration cực kỳ phức tạp, tất nhiên lịch vạn niên sẽ là sự lựa chọn đúng đắn. Còn nếu bạn muốn một mẫu đồng hồ tiện dụng, có mức giá phải chăng, tất nhiên là bạn nên lựa chọn lịch thường niên. Lịch thường niên thì chỉ phải chỉnh một lần mỗi năm thôi, mà tôi nghĩ một lần chỉnh đồng hồ mỗi năm cũng không phải là vấn đề gì quá to lớn. Mong qua video này các bạn có thể phân biệt được lịch thường niên và lịch vạn niên, cũng như là ưu và nhược điểm của từng tính năng. Bạn thích cơ chế nào hơn thì hãy comment phía dưới video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.